Chú ơi, chú có sao không vậy? Trời ơi, trời ơi, có ai không? Chú ơi, chú. Gì vậy? Hấp tấp, ăn nóng quá hả? Sặc hả? Ủa? Nè, sao vậy? Cái gì dưới đây mà sao bà ăn? Gì kỳ vậy? Tôi đâu có bỏ ớt đâu. Ăn thử đi. Cay thiệt hả? Đàn ông mà nhỏ mọn hả? Chấp nhận những chuyện nhất đây hả? Ghim trong bụng hả? Rồi cuối cùng bây giờ trả thù đúng không? Nè, tôi làm theo ý cô nha. Tôi không hề bỏ ớt trong đây. Tôi... Ba con hoảng như vậy chắc gì lại chửi ba con nữa đúng không? Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Dì có nhớ không? Lúc đó ba con bệnh nặng lắm, vậy mà ngày nào dì cũng tra hỏi hết. Dì Gắm ơi, dì Gắm, dì tha cho ba con đi mà dì. Mày nín đi, mày là con nít, biết gì mà nói. Tao chắc chắn ba mày á đã bàn tính với thằng Dậu cướp tiền hàng của tao. Nào ngờ á, thằng Dậu lật lọng ôm tiền trổ số tiền của một mình nó. Dậu, 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 Dậu đứa. Đập đầu. Mày nhớ đen hả? Tưởng như vậy á thì bên tổng nhà cảnh sát sẽ tha cho ông hả ông bác? Họ điều tra ra tung tích ông Dậu, ba mày và ông Dậu chắc chắn sẽ đi chạy tù. Ê, dì biết lỗi của dì rồi, cho dì xin lỗi con, nhất là anh Bá. Sợ không sao đâu. Dạ được, chương trình là dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Vậy để con đưa cô vô trong gặp bác sĩ nha. May quá, cô đang bị đau cái lưng nè. Dạ, vậy mời cô vô trong. Cảm ơn con. Thank you.